Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Mở đầu tập 1, như đã hứa hẹn từ mùa trước, toàn bộ quân chủ lực của Daenerys giờ đã lên tới miền Bắc. Dân phương Bắc vốn không cởi mở cho lắm với người ngoài, giờ thấy cả một đội quân đi rung cả đất thì cũng căng phết. Nhưng mà thấy hai con rồng lượn như máy bay thả bom trên trời thì cũng thích phết. Kiểu mấy trăm năm nay có ai có rồng đâu, giờ nhìn chả hay. Nói chứ tại họ chưa được mục sở thị bọn củ cải này có thể làm gì đấy, chứ không họ sẽ la hét và chạy tán loạn. Thay vì hóng như người Việt Nam hóng biển số xe tai nạn như này, Jon về đến Winterfell thì gặp ngay ông em trai tê liệt. Nhưng mà ông em Bran giờ là người rời Commoner, gặp nhau cảm xúc chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Đùa đấy. Tất nhiên là thấy thằng em lưu lạc bao lâu trở về thì cũng vui, nhưng mà mặt lạnh như tiền như này thì cũng khổ tâm phết. Daenerys thì hôm nay xuất hiện như chị dâu đến ra mắt nhà chồng. Cơ mà bố mẹ toang hết rồi nên chị chỉ còn có thể cố tạo ấn tượng với các em. Mỗi tội là giặc Đông Ngô không bằng bà cô bên chồng. Sansa nhìn Dany bằng ánh mắt trông còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời phương Bắc lúc này. Nhưng mà giờ drama gia đình cái gì? Jon mở cuộc họp khẩn, gọi tất cả những người máu mặt nhất đến để cùng họp bàn kế hoạch chuẩn bị và tác chiến. Vì như Batman đã dạy, là có thời gian chuẩn bị thì đến xịp còn có thể rách được. Dầm ba con thầy ma. Sau cuộc họp, Jon gặp lại Arya sau 6 mùa. Và hai anh em này giờ là hai người duy nhất có khả năng chiến đấu để bảo vệ Bran và Sansa, nên hứa với nhau sẽ cố gắng hết sức. Những ngày sau đó, toàn bộ phương Bắc dục dịch chuẩn bị. Ai biết chế đồ thì chế đồ, ai biết chiến đấu thì luyện tập chiến đấu. Còn Jon thì anh đã đầy thanh kinh nghiệm chiến đấu với bóng trắng từ lâu, nên giờ chỉ có mỗi một việc là làm hướng dẫn viên du lịch cho Daenerys, xong tiện thể chim chuột luôn. Sau khi chim chuột với Jon cả buổi chiều, thì buổi tối Daenerys đến tìm gặp thằng bạn thân của Jon, Sam. Trước là để cảm ơn Sam đã cứu chữa cho ngài Jorah, còn sau là để thông báo tin vui. Sam giờ đã là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tully. Cũng ngon. Đùa ấy, chả ngon đâu. Sam trở thành người thừa kế như thế do Dany đã hóa vàng cả bố lẫn thằng em đích con của Sam chứ đâu. Nhận được tin này thì Sam rõ ràng là cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Sau này anh có thể trở về nhà. Cơ mà từ đầu đến cuối dù có ghét ông bố mình như thế nào thì rõ ràng kết cục này không phải là điều mà Sam muốn. Sam chạy ra ngoài thì gặp Bran đã tự di chuyển ra ngoài trời tìm anh, bảo Sam là hãy nhanh nhanh báo với Jon về sự thật mà Sam và Bran đã tìm ra. Ủa sao chú không nói? Tại Jon tin anh nhất quả đất bro. Và thế là Sam tìm Jon trong hầm mộ để nói thật, biết được sự thật động trời rằng mình là Aegon Targaryen, người thừa kế hợp pháp nhất của ngai sắt, khiến Jon cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Tất nhiên vụ có làm vua hay không không phải mối bận tâm của Jon. Bro có bao giờ muốn làm vua làm chúa gì đâu. Mà theo tôi đoán thì nó như này. Ơ thế hóa ra mình đóng gạch với cô ruột mấy hôm nay à? À mà thôi, mình là người nhà Targaryen vẫn bình thường. Trong khi Jon đang đau đầu về danh tính thật sự của mình thì ở pháo đài Last Hot của nhà Amber, anh em Tommen, Beric và đội gác đêm rút quân về tới đây thì phát hiện ra cả pháo đài đã bị giết sạch. Thằng bé lãnh chúa cũng bị ghim lên tường với la liệt những mảnh xác người xếp thành biểu tượng của Dạ Vương. Một pha dàn mặt không thể nào kinh khủng hơn. Đang yên đang lành thì thằng bé Amber sống lại rồi kêu ré lên, khiến Beric phải dùng kiếm lửa chùa để siêu thoát cho thằng bé. Điều này chứng tỏ là thời gian chuẩn bị của phương Bắc chẳng còn bao lâu nữa. Cùng lúc đó, khi phương Bắc dù thời tiết khá là rét nhưng lại đang sốt sình sịch, thì ở phương Nam, thím Cersei và các bạn vẫn chill không thể chill hơn. Euron đã thành công đưa được toàn bộ đội quân Hoàng Kim về từ Essos, không rớt mất một thằng nào ở biển. Hắn đem chỉ huy của đội quân đến cho Cersei, chứng tỏ rằng mình đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Và lại càng chứng tỏ hơn nữa khi thằng Sim này sẽ làm bất cứ thứ gì để chiếm được tình cảm của Cersei, để thưởng cho lòng trung thành đó. Cersei cho Euron một đêm tra kiếm vào bao, tra đi tra lại. Trong lúc cái giường đang nóng hơn bao giờ hết, thì Theon đã tranh thủ cùng anh em đột nhập lên chiến hạm của Euron, cứu Yara khỏi chuỗi ngày bị hành hạ ngược đãi. Hai chị em cùng các đồng đội lên thuyền trở về. Yara bảo với em trai rằng mình dự là sẽ về lại quần đảo sắt, để nếu cuộc chiến phương Bắc có làm sao thì Dany vẫn còn chỗ rút quân về. Theon thì lại úp úp mở mở, bảo chị là em sẽ tự mình ngược lên phương Bắc hội quân cùng Jon, chống lại binh đoàn người chết. Cũng như Jon, Yara vô cùng thấu hiểu cho Theon, giục em đi luôn. Để khép lại tập 1 cũng như hoàn thiện đội anh em người sống, chúng ta thấy Jaime đã đơn thương độc mã lên Winterfell. Và Jaime vô cùng bất ngờ khi Bran què dù không dùng được chân nhưng vẫn ngồi đấy đợi Jaime từ chiều. Jaime chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ta nhận ra rồi mang đi xét xử. Dany luận tội Jaime vì đã giết vua điên. Sansa lại buộc tội Jaime vì đã bắt giữ Ned Stark ngay trên phố. Jaime tự bào chữa cho mình rằng việc giết vua điên là để cứu toàn bộ người dân Vương Đô, còn vụ Ned Stark thì hai nhà đang đánh nhau, không phục vụ gia tộc mình thì có mà bị đần. Lời bào chữa không ai vặn được, mỗi tội chả ai tin. Jaime nghệt mặt ra nhưng đã có Brienne đứng ra bảo lãnh. Và vì Sansa tin Brienne bằng cả mạng sống của mình, và Brienne thì lại tin Jaime bằng cả mạng sống, nên theo định luật bắc cầu thì Sansa cũng phải tin Jaime chứ. Quả logic này căng quá nên Sansa đồng ý cho Jaime ở lại chiến đấu.
John thì bảo được giúp một tay vẫn nhiều hơn là chả có cái tay nào, nên cho Jamie ở lại. Đằng nào đây cũng là sự trợ giúp duy nhất từ phía Vương Đô đi lên. Thế là chủ nhà đã đồng ý rồi, thì Danny giờ là khách lẽ nào lại phản đối. Nó không hay ra. Sau khi được chấp thuận ở lại, Jamie đến gặp riêng Brand trong rừng thần, thắc mắc sao Brand không kết tội nốt vụ Jamie đẩy cậu từ tháp cao xuống đất. Thì Brand chỉ lặng lẽ bảo giờ Brand mở mồm thì Jamie chắc chắn chết, mà giờ Jamie chết thì mất hẳn một chiến binh căng cực để đánh nhau, nên dại gì. Jamie tỏ ra vô cùng hối lỗi vì đã đẩy Brand, thì bị hỏi vặn lại là ngày xưa không hối lỗi sao bây giờ lại thế. Jamie nói giờ mình đã là một con người khác, thì Brand có vẻ cũng xuôi. Hai anh em nhà Lannister, một ông có vẻ được thả lỏng, thì ông còn lại lại căng như dây đàn. Danny trách móc Tyrion là tại sao dạo này toàn có mấy cái nước đi hỏi chấm thế. Thì có ngài Jorah ở đó nói đỡ cho ông bạn rằng biên kịch đã hết mất chuyện để chuyển thể từ cuối mùa 5 mùa 6 rồi. Phim đang được làm bằng giấy nhớ với tưởng tượng của hai thằng không phải chính chủ, nên Tyrion đi những nước cờ chấm hỏi cũng là dễ hiểu. Chuyện Tyrion ngoài tầm kiểm soát, cơ mà chuyện của Sansa thì nằm trong tầm kiểm soát của Danny. Sau khi nói chuyện tâm sự một hồi lâu thì mẹ rồng biết được Sansa mặt lạnh như tiền như vậy vì nghĩ anh trai mình đang bị thồn lần thao túng, tụt dốc không phanh. Nhưng mà Danny lật ngược hết lại, tự thú rằng chính John mới là người thuyết phục cô lên phương Bắc, nên có ai thao túng ai ở đây thì chỉ có John làm thôi. Đến cả Danny cũng bị cuốn theo John, nên mới tin tưởng mà lên đây giúp đỡ mọi người. Cuộc nói chuyện thẳng thắn khiến tình hình giữa hai chị em bớt ban căng. Thôi coi như tạm ổn. Đúng lúc này thì Ed cùng nhóm của Tormund và Beric cũng đã trở về Winterfell. Anh em tay bắt mặt mừng khoe mới kiếm được chỗ Fastcare uy tín lắm. Nhưng ngay sau đấy là một tin xấu, rằng chỉ ngày mai là đội quân người chết sẽ đến đây, nên chuẩn bị gì thì chuẩn bị nốt hôm nay, mai sẵn sàng chiến đấu. Đêm hôm đó mọi người họp bàn chiến lược, và ngay từ đầu mọi người đã thấy là quả này đi dễ khó về. Quân mình thì ít, quân địch thì nhiều, mà cứ mỗi người bên mình ngã xuống thì bên địch sẽ thêm một mạng. Nói chung là cửa thắng bằng không, chả biết phải xử lý ra làm sao. Brand thì bảo là giờ chỉ cần diệt Dạ Vương là toàn bộ binh đoàn người chết sẽ phá sản hết, bắt Dạ Vương phải vào rừng thần tìm Brand, rồi chặn đầu chặt đít úp rổ lão. Dạ Vương sau khi đánh dấu Brand sẽ tìm đến cùng trời cuối đất để giết cậu. Brand giờ là quạ ba mắt, nắm giữ ký ức của toàn bộ loài người, nên giờ mục tiêu hàng đầu của lão chính là Brand. Theon xung phong bảo vệ Brand và được cả làng chấp thuận. Cuộc họp kết thúc, và John thay vì xà và đưa Danny đi chim chuột như mọi hôm thì hôm nay cứ tranh tranh né né. Những người còn lại quây quần bên đống lửa thư giãn và cố trao nhau những lời tốt đẹp cuối cùng, vì những gì xảy ra ngày mai đều không lường trước được. Có thể rất nhiều người trong số họ sẽ chết. Arya trao cho Gendry lần đầu tiên vì cô biết giết người sẵn rồi, giờ học cách tạo ra con người là cô tọa nguyện. Jaime thì tranh thủ thỏa lòng mong mỏi của Brienne, phong cô làm nữ hiệp sĩ đầu tiên trong lịch sử Westeros. Jorah khuyên cháu gái Lyanna của mình trốn xuống hầm với trẻ con và phụ nữ, nhưng cô bé từ chối. Sam tặng thanh kiếm táng tâm cho ngài Jorah, vì thanh kiếm Valyrian nhà Mormon giờ là của Jon rồi còn đâu. Jon thì giờ mới lấy được hết can đảm để gặp Danny, và thay vì trao yêu thương thì Jon quăng cho mẹ rồng một quả bom to đùng rằng anh là thằng cháu ruột của cô. Họ yêu nhau không vấn đề gì, cơ mà ngôi báu thì rách việc phết ấy. Danny thẫn thờ và mơ hồ, nhưng mà chưa kịp nghĩ xem làm gì tiếp theo thì tiếng tù và đã vang lên. Đội quân người chết bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Sang tập 3, đoàn quân người chết bắt đầu lộ diện. Và tôi cũng không biết bọn này đến sớm hay là sáng của phương Bắc mùa đông đến muộn. Nói chung là trời tối chả nhìn thấy gì. Đoàn quân loài người đã đi vào vị trí sẵn sàng. Ngài Jorah sẽ chỉ huy đội Dothraki tiên phong trên tuyến đầu. Trong khi cả tôi lẫn các chiến binh trên lưng ngựa thắc mắc là họ sẽ nhìn vào đâu để chém, thì nữ tu sĩ đỏ Melisandre thình lình xuất hiện, lẩm bẩm những câu thần chú vừa cổ vừa bé nên là cũng chả ai nghe thấy. Nhưng mà ngay sau đó, những lưỡi kiếm cong như lưỡi liềm của mấy thằng cha Dothraki này bùng lên những ngọn lửa miễn phí. Ok, có vũ khí cao tơ cứng mấy con này rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giữ vững đội hình và... Thôi họ nhảy vào sứa. Đoàn quân Dothraki xông lên, nhưng vừa phi ngựa vào đêm đen được một lúc thì tắt ngúm. Một pha nướng quân vô cùng khó hiểu của binh đoàn người sống. Thôi, trừ kha khá Dothraki cho đội mình, cộng rất nhiều người chết cho đội bạn. Tí nữa Dạ Vương giơ tay lên thì đánh có mà ốm. Khỏi cần chờ đợi, đội quân người chết tràn vào nghiền nát hàng phòng thủ phía sau. Vì loài người thì cần ánh sáng để biết chỗ nào cần chém, còn bọn kia thì cứ táp được ai là táp rồi. Thấy kèo có vẻ khó, Danny và John vác hai con rồng ra yểm trợ. Và lẽ ra hai người nên dùng rồng trước khi nướng gần hết Dothraki vào đêm đen. Thề tôi không chơi đế chế 5 năm nay rồi mà vẫn khó chịu với cách điều quân này nhé. Hai con rồng có vẻ vô cùng hiệu quả cho đến khi cơn bão tuyết mịt mù xuất hiện, khiến đội quân loài người phải rút lui vào trong thành. Ngài Davos ra lệnh đốt cháy chiến hào, nhưng đen cái là cơn bão tuyết đã thổi tắt ngúm bất cứ mũi tên lửa nào bắn xuống. Hết cách, mọi người đành phải nhờ cậy nữ tu sĩ đỏ, được những anh lính can đảm Unsullied yểm trợ. Melisandre đích thân chạy ra sát chiến hào và tiếp tục đọc những câu thần chú mạnh hơn. Tuy đọc một lần xịt, nhưng lần thứ hai thì ngọn lửa siêu cấp Vibro đã nổi lên, xua tan đi cái lạnh của cơn bão tuyết và ngăn chặn lũ xác sống tiếp tục công thành. Cho anh em thở tí, chứ nãy giờ mùa đông đến mà lại còn là mùa đông thít, nên là hành tỏi gì đoàn quân người sống cũng đã ăn hết rồi. Cơ mà họ cũng chỉ thở được một lúc, tại bùm cái, chả biết theo lệnh của lũ bóng trắng hay là của chính Dạ Vương, mà một loạt người chết tự lấy xác mình chèn lên hàng rào lửa, dập bén nó phòng tuyến cuối cùng của loài người.
để bọn đằng sau tràn vào như vũ bão. Thế trận giờ không thể nào một chiều hơn, như ong vỡ tổ, toang không thể nào toang hơn được nữa. Tuy thế chúng ta vẫn có những màn hy sinh đỉnh cao, như cách mà tiểu thư Liana Mormon dùng chút hơi tàn xiên lủng đầu con thây ma khổng lồ, một pha một đổi một quá lãi. Trên bầu trời, ba con rồng bay đi khé lại. Nhưng mà rồng thì sợ gì lửa, nên cái màn này chủ yếu là múa thôi, chứ muốn gây sát thương là phải vồ nhau mà cao cấu cắn xé. Ở phía dưới thì Aya đang ẩn nấp trong lâu đài thì bị mấy con xác sống ép góc, tình thế ngàn cân treo sợi bún. May có Beric và Sandor ở đó ứng cứu kịp thời. Beric hy sinh để Sandor mang Aya đi, và vì giờ Thoros đã chết, cũng như đây là trận chiến cuối cùng mà Beric còn cần phải chiến đấu, nên sau 6 lần chết đi sống lại, cuối cùng thì lần này Beric cũng được yên nghỉ vì đã bảo vệ được Aya. Tại sao lại là Aya? Melisandre xuất hiện. Và thế là chúng ta đều biết cặp mắt tiếp theo mà Aya cần phải làm cho cụp xuống là của ai. Task này xem chừng hơi khó. Trở lại bầu trời thì sau một hồi vật lộn, hai con rồng của Danny và John đã khiến con rồng ma làm rơi Dạ Vương xuống đất. Bố này là một quả đáp đất ngâu đét, rồi ăn một khạc lửa trực diện của rồng cũng chả làm sao. Nhìn quả nhếch mép rõ ghét. Để thêm phần ngầu lòi thì một cánh tay giơ lên, và thế là hàng vạn cánh tay giơ lên. Đấy, đúng khẩu hiệu gọi xác sống luôn. Tất cả những người đã anh dũng hy sinh của đội quân người sống giờ được anh HR chúa này gọi lên gia nhập đội quân người chết, kể cả những cái xác đã chết hàng trăm năm nay trong hầm mộ Winterfell cũng tỉnh dậy để hip hop. Dạ Vương quá bá. Cùng lúc đó thì ở trong rừng thần, Theon và anh em con của sắt đã bảo vệ Bran đến hơi thở cuối cùng. Chỉ còn mình Theon là còn lảo đảo nhưng vẫn đứng vững được. Các anh em khác thì đi hết. Dạ Vương đến nơi, Theon thì cố cầm giáo lao vào làm một quả đâm hù dọa cuối cùng, nhưng mà chẳng làm được gì ngoài việc chết chay. Thôi cũng không trách được, sức người có hạn, sức bọn này thì vô biên. Biết Bran không có chân để chạy, nên Dạ Vương đi bộ từ từ chậm rãi nhất có thể, thong thả đến rút kiếm ra định một chém là xong Bran. Nhưng từ đâu thì Aya nhảy ra định đâm lén lão ác quỷ này từ sau lưng. Cô bé thả con dao ở bàn tay đang bị chặn lại, bắt nó bằng tay trái, rồi ngay lập tức xiên cho Dạ Vương một phát chí tử vào ngực. Dạ Vương vỡ tan như khay đá mà em gái tôi làm rơi. Kéo theo đó là cả binh đoàn người chết rụng như sung. Ha 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 ha. Siêu phản diện bá đạo căng nóc chết vì trích lỏ. Một cái kết không thể nào hài hơn cho một nhân vật mạnh nhất thế giới được xây dựng suốt mấy mùa. Thôi thế là thắng rồi. Cơ mà cảm giác không thỏa mãn lắm nhỉ. Trước khi mặt trời ló dạng, Melisandre đi ra ngoài cánh đồng tuyết, và đúng như lời bà đã nói từ mùa 6, ta sẽ chết trước khi bình minh lên, giải trừ phép thuật, hóa trở thành bà già, rồi tan biến theo gió tuyết phương Bắc. Qua tập 4, tức là sáng ngày hôm sau, phe con người đã chiến thắng hoàn toàn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Jorah Mormont, người mà Daenerys chịu lắng nghe nhiều nhất từ đầu phim đến giờ đã hy sinh. Theon Greyjoy chứng minh mình không phải chỉ là người của nhà Greyjoy, mà còn là một người nhà Stark danh dự, cũng tử nạn. Beric ra đi, và cả anh bạn thân của Sam và Jon, anh Ed tổng chỉ huy của đội gác đêm, cũng đã anh dũng đổi mạng mình làm tấm khiên cho cả loài người. Và tiếc nhất là tiểu thư gấu Liana Mormont, bé tí mà anh dũng thế này thì lớn lên ngầu phải biết. Sau khi để tất cả mọi người nói những lời từ biệt cuối cùng, một cuộc hỏa táng tập thể được diễn ra, đúng với phong tục của người miền Bắc thực sự. Cũng có lẽ là do đất đóng băng rồi, đào ngần này hố chôn người thì hết tập 7 mất. Nhưng thôi, dù có đau buồn đến đâu thì rõ ràng họ cũng đã không chỉ sống sót mà họ còn chiến thắng. Nên tối hôm đó tất cả những người còn sống mở tiệc ăn mừng. Dù đoạn đầu bữa tiệc vẫn hơi khổ, nhưng để xua tan bầu không khí u ám này, Daenerys đã mở bát bằng cách cho Gendry Rivers tính chính danh, khiến anh chính thức trở thành Gendry Baratheon, người thừa kế duy nhất của nhà Baratheon. Và thế có nghĩa là từ thằng thợ đập đồ, Gendry trở thành lãnh chúa của Stormland. Căng phết, anh em khen Jon búng nóc, và thậm chí bố Tormund còn gở mồm bảo Jon xứng đáng với phong thái của bậc đế vương, khiến Daenerys dù mồm cười nhưng đầu overthinking vật vã bỏ ra ngoài. Cùng lúc với Gendry được bổ làm sếp thì Gendry chạy ngay đi cầu hôn Aya. Nhưng từ mùa 1 chúng ta đã biết Aya chưa bao giờ muốn thành lệnh bà, sống trong lâu đài làm gì cả. Nên lời cầu hôn đầy hy vọng của Gendry bị từ chối cái dục, cuộc tình này tan vỡ. Thì ta lại thấy cuộc tình khác nở hoa, sau khi Tyrion lỡ mồm trêu Brienne là trinh nữ, cô thẹn quá bỏ về phòng. Tormund định lỉnh đi theo, nhưng Jaime đã nhanh hơn. Và rõ là từ đầu Brienne có tình ý với Jaime, chứ thằng cha Manzi hài hài này có biết tán tỉnh gì đâu. Jaime và gặp riêng Brienne, và đó là lần đầu của cả hai người. Lần đầu làm đàn bà của Brienne, và lần đầu ở bên ai đó không chung dòng máu với mình của Jaime. Thôi được, một người quay về chính đạo. Nhưng mà thêm hai người lại vào ma đạo. Danny cố hôn thằng cháu ruột để bớt nghĩ ngợi linh tinh, rồi bắt John phải hứa sẽ không để lộ chuyện này cho ai, và bắt những người biết im lặng hết. John thì không chịu, vì gia đình anh có quyền được biết sự thật, chưa kể là anh không thích bịt miệng bạn thân và em trai. Danny van xin John đứt lưỡi. Rồi chuyển cảnh, có vẻ như lời van xin cũng không hiệu quả lắm, vì ngay hôm sau John đã gọi các em ra rừng thần, rồi bắt hai đứa em gái hứa không được kể cho ai, sau đó bảo Bran kể hết mọi chuyện cho Aya và Sansa. Well, không biết là sau khi biết người mà mình gọi là anh bao lâu nay thực ra là thằng em họ to bằng đầu bằng cổ, thì hai chị em kia sẽ nghĩ gì? Tại biên kịch với đạo diễn có cho chúng ta biết đâu. Cơ mà chắc là mối quan hệ của họ không có gì thay đổi lắm. Trở lại với mẹ rồng, thì thím Danny muốn anh em không đợi cooldown để dưỡng sức, mà YOLO xuống miền Nam úp vương đô luôn.
Sensor phản đối, bảo là quân phương Bắc và người của Danny đều đã mệt mỏi lắm rồi. Thím không cho người của thím nghỉ thì cũng phải cho người của bọn tôi thở tí đã chứ. Danny thì lấy cái bài, có qua có lại mới toại lòng nhau ra để xử lý. Mọi người hướng mắt đến John, thì ông tướng này vẫn đang nửa sim, nửa muốn chứng minh với Danny là cháu nghe lời cô vô điều kiện, nên bảo dù gì anh cũng sẽ đi, còn anh em đi theo thì anh không cản. Thế là quân phương Bắc đi theo John luôn. Trước khi đi, John tạm biệt anh bạn Thorman, để Thorman mang những man tộc còn sót lại về phía bên kia bức tường, nơi mà mọi người gọi là phương Bắc thật sự. Anh gửi gắm con chó Ghost của mình cho Thorman, vì rõ là một con sói tuyết thì không thể nào sống được ở phương Nam. John không biết rằng anh và đoàn quân phương Bắc đi một đằng thì các anh em có đứa cũng không chịu ở yên. Aya và Sandor lại một lần nữa đồng hành đi đánh lẻ để xóa những cái tên cần xóa khỏi bản danh sách hận thù bao lâu nay. Đại loại là John, ngài Davos sẽ đi trên bộ cùng với quân phương Bắc và những ông Dothraki chưa bị nướng trong rạng sáng hôm trước. Phần còn lại của đội quân sẽ đi thuyền về Dragonstone rồi móc và đánh nhau. Sao người ở thế giới này thích đánh theo thế gọng kìm đấy nhỉ? Trên một con thuyền, Varys và Tyrion đang kẻ dây tâm sự mỏng với nhau về chuyện của Jon Snow. Varys thì rõ là mạng lưới info chỉ thua Bran, chứ tại sao Tyrion lại biết? Tyrion được vợ cũ Sansa kể cho nghe về sự thật này. Thế là có tận 8 người biết về sự thật này, nhiều hơn số ngón tay của Jaime. Và thế tức là cái này từ một bí mật giờ nó thành một info, và info thì sẽ bị lan truyền không sớm thì muộn. Varys bảo là giờ mà cái vụ này thành thông tin thời sự thì rõ là ngai sắt sẽ thuộc về Jon. Trước là vì Jon là đàn ông, sau là vì Daenerys là người từ lục địa khác tới. Trong lúc hai ông cận thần căng nhất đang đau đầu thì Dany đã cưỡi rồng đi hít khí trời và chả hiểu mắt mũi để ở đâu, bay ngay vào hạm đội sắt của Euron. Và vô số mũi tên vừa to vừa dài xiên thấu tim con rồng mà Dany không cưỡi. Thế là bùm, trừ một rồng vì lý do rất vớ vẩn, có lợi thế không chung nhưng không phát hiện ra hạm đội, lại còn được Varys và anh em cảnh báo trước khi hành quân bao lâu rồi cơ. Thôi thì mất rồng xứng đáng. Có ý kiến gì hãy chửi biên kịch, cô nóng máu lắm. Định đáp xuống Oin, nhưng mà sau khi nghĩ lại giờ chết thì lại ngu, nên quay đầu bỏ đi. Mất mục tiêu là con rồng trên không, hạm đội sắt của Euron tấn công luôn đoàn thuyền vận tải về Dragonstone, khiến cho số lượng những trận đánh mà quân của Euron úp sọt thành công lên tận 3 trận. Hàng vạn mũi tên xuyên phá bắn nát những con tàu gỗ, khiến những người trên đó phải khó khăn lắm mới bơi lại được vào bờ. Và về bờ rồi thì sâu xám cũng vẫn bàng hoàng ngơ ngác ráo rác, vì không thấy Miss Sunday đâu. Tất nhiên là trên bãi biển tìm thì thấy thế nào được, vì Miss Sunday đang nằm trong tay Euron và được thằng cha này dâng lên cho bổ ngay lập tức. Thế là Miss Sunday giờ nằm trong lâu đài hoàng gia, và người dân sống xung quanh vương đô đã được Cersei huy động vào trong thành để làm khiên thịt chắn giữa thím với mẹ rồng. Dany giờ cay lắm rồi, định san bằng cả thành phố, nhưng Varys bảo là từ từ đã nữ hoàng, giờ người tàn sát người vô tội thì ngồi lên cái ngai đấy còn giá trị gì nữa. Nghe cũng hợp lý, nên Dany đồng ý thương lượng đợt cuối cùng. Thực ra đồng ý là do tất cả mọi người đều can thôi, chứ không là lên rồng đi quẩy luôn ấy. Varys nhìn kiểu rất là hối hận, mà nó phí công ủ mưu tôn thím này lên bao lâu. Ông này bắt đầu nghĩ hay là cứ tôn Jon lên làm vua béng đi, có khi thiên hạ còn thái bình, chứ ông không biết đằng nào mà lần với Daenerys nữa rồi. Với Varys thì người ông phục vụ là dân chúng của Westeros, chứ không phải là một vị quân vương nào cả, nên quả này mà phải bẩn tay thì thôi, công hay tội Varys cũng xin nhận hết. Tin tức mẹ rồng bị trừ một rồng đã lan truyền đến phương Bắc, và cụ thể là vào tai Jaime. Jaime giờ thụt hết cả vòi vào, không chỉ vì trên này rất rét, mà còn là vì Jaime sợ Cersei khi thất trận sẽ bị lửa rồng thiêu chết. Jaime bí mật trốn về phương Nam trong đêm luôn. Dù Brienne đã dùng hết nước hết cái anh ơi anh ở lại, Jaime vẫn mãi không thể nào quên được người tình đầu tiên và mãi mãi cũng là bà chị sinh đôi của mình. Sáng hôm sau, cuộc thương lượng quyết định đã diễn ra. Cả hai bên không ai chịu ai, vì nghĩ là có vũ khí có thể khắc chế cứng bên kia. Hết nước hết cái, Tyrion mạo hiểm đến bên bà chị mình, xin chị đầu hàng để bớt binh đao, để phúc lại cho con cháu. Nhưng mà rõ là Cersei còn lâu mới bị thay đổi dễ thế. Thím này chỉ lẳng lặng cho Miss Sunday chăn chối một lời cuối. Miss Sunday chỉ nói to và rõng rạc đúng một từ, Dracarys, tức là đốt bỏ mẹ cái bọn mất dạy này đi, trước khi bị anh núi chém bay đầu. Sang tập 5, Varys cố dùng mạng lưới điệp viên của mình lan truyền thông tin về vị vua xứng đáng nhất để ngồi lên ngai sắt và bổn cũ soạn lại. Thì tôi đoán ông cũng định cho Dany ăn tí bả nữa. Cơ mà đen cái từ lúc Miss Sunday chết thì Dany không ăn không ngủ mãi, nên kế hoạch có vẻ thất bại. Jon giờ cũng đến nơi, lên Dragonstone thăm Dany. Varys đón đầu trước, cân nhắc Jon rằng nếu anh muốn hòa bình thì có thể lên đòi ngôi vua. Nhưng Jon giờ toàn tâm toàn ý với Daenerys nên lắc đầu từ chối. Dany thì sau mấy hôm vật vờ giật giờ thì biết rằng cả Tyrion lẫn Varys đều đã biết sự thật về Jon, nên càng lồng lên. Dany còn biết rằng Varys không những không ủng hộ mình mà còn định cho Jon lên thay. Và thế là Varys được ngay một vé hỏa táng trong đêm. Trước khi chết thì ông chỉ nói với Tyrion một câu rằng hy vọng mình đã sai, xong ọc ọc còn mỗi một đống cho. Quả giết người chớp mắt này của Daenerys là vô cùng khó hiểu, tại mạng lưới tình báo của Varys rất là quan trọng. Trước giờ đánh nhau tự dưng đi chặt đầu bà chủ điệp viên. Jon kiểu gì người phụ nữ mình yêu giờ thành cái quái gì đấy. Cơ mà anh không có thời gian để thắc mắc lâu,
vì Mai là ngày đánh nhau all-in, Daenerys không kiêng không dè gì nữa. Mai ra là cả vương đô thành bình địa, ai không chạy kịp ở lại chiến đấu thì chết dáng chịu. Tyrion hết sức phản đối, khuyên cô cho thành phố cơ hội tự lật đổ Cersei rồi rung chuông đầu hàng. Dany bảo nghe ông lần cuối rồi đấy, mai mà chúng nó không đầu hàng phí thời gian của chị thì ông sẽ đi theo ông bạn thân đầu chọc luôn. Tyrion chuẩn bị rời đi thì được Dany thông báo là Jaime đã lò mò xuống đây và đang bị cô bắt vào trong ngục. Tyrion lén lút tới thăm anh trai, khuyên Jaime hãy ra lệnh cho người dân vương đô rung chuông đầu hàng, cứu hàng trăm nghìn mạng người khỏi khói lửa chiến tranh. Tyrion cũng muốn Jaime nếu đã không thể bỏ được Cersei thì hai người hãy cùng nhau bỏ trốn theo căn hầm bí mật, rời khỏi vương đô, lái thuyền sang Pentos, bắt đầu lại từ đầu ở một lục địa mới. Jaime đồng ý với lời đề nghị của em, và thế là Tyrion thả xích cho anh mình đi. Tại sao Tyrion lại liều mình đến vậy? Như Tyrion đã nói, nếu không có tình yêu thương của Jaime, Tyrion đã chẳng thể nào sống sót được qua những năm tháng tuổi thơ đầy đau khổ. Hai anh em ôm nhau lần cuối, rồi Tyrion thả cho Jaime rời đi. Sáng hôm sau, Cersei cho người dàn quân, đoàn tàu chiến của hạm đội sắt cố thủ vịnh Hắc Thủy, còn đội quân Hoàng Kim gác ngay cổng chính. Người dân được quân Lannister dẫn hết vào thành đợt cuối để trốn, và nhờ đợt đó mà Arya với Sandor mới lẻn được vào. Jaime cũng vậy. Phía mẹ rồng thì toàn bộ binh và kỵ binh đang chờ ở cổng trước để đánh trực diện. Tyrion cũng ở ngoài đó, dặn đi dặn lại Jon là thấy chuông thông báo đầu hàng thì nhớ nhắc anh em dừng tay. Trận chiến nổ ra không phải trên đất liền mà ở ngay vịnh Hắc Thủy, khi mẹ rồng đơn thương độc mã cùng con rồng cuối cùng Rogan hủy diệt hạm đội của Euron trong nháy mắt. Quỷ thật, giáp cốt truyện đoạn này đúng bố của giày. Trăm con tàu thì bắn bừa cũng phải trúng một con chứ, quá tam bà bận. Đến giờ thì Euron phải nếm mùi bị đột kích bất ngờ thì thế nào. Đội quân Hoàng Kim thì như ong vỡ tổ, bị vài khạc là đi. Cho anh em quân đồng minh chỉ cần giơ kiếm ra chém cũng giết vội được hai thằng. Đùa, mua phí vàng phí thịt thật sự. Các kỵ binh Dothraki vào thành, nhấp liên tục vào đội hình của quân Lannister. Cersei kiểu thôi, ăn lờ rồi, nhưng vẫn đứng yên trên tòa tháp vì quá sốc. Dưới mặt đất, quân Lannister đồng loạt buông kiếm đầu hàng. Người dân thì đòi rung chuông đầu hàng cho bằng được. Cersei thấy toang phết rồi, nên tạm biệt chim én, cho phép rung chuông. Thế chắc là xong rồi nhỉ? Nè, đùa đấy, còn lâu mới xong. Mẹ rồng kích hoạt dòng máu vua điên, giờ không muốn tha cho bố con thằng nào. Cưỡi Drogon đi hỏa cả thành phố luôn. Lửa đến đâu là người thành than đến đấy. Sâu xám thấy nữ hoàng của mình mở combat mới thì quay vào lùa mấy thằng Lannister đã buông vũ khí tiếp luôn. Báo hiệu cho anh em quân đồng minh đồng loạt lao vào, tàn sát lính Lannister như giết lợn trong dọ. Mấy ông miền Bắc cũng được đà lao vào chém giết theo. Cứ không phải phe mình là thịt hết. Jon bàng hoàng nhìn lại, Tyrion thì nghệt mặt ra kiểu giời ơi, lẽ ra mình phải nghe lời Varys. Khi mặt trước vương đô đang nóng như những tranh luận về Olympic Paris thì ở một cửa biển bí mật, Jaime chạm trán với Euron, người tự thông báo mình đã đụ được Cersei và trở thành vua của thất đại đô thành. Jaime và Euron lao vào khô máu, xem ai mới là kẻ xứng đáng lấp đầy khoảng trống của Cersei hơn. Dù hết sức khó nhọc và bị đâm cho những nhát dao chí tử, nhưng mà đúng là kỹ thuật có thể học được, chứ còn độ dài và to thì không. Thế là thanh kiếm to dài của Jaime xiên cho Euron ruột và dạ dày lẫn lộn vào nhau. Euron cười lớn, xong lăn ra chết ọp ọp, chả để làm gì. Về phía Cersei, sau khi xem thành phố bị nướng than hoa chán quá, cuối cùng cũng chịu nghe lời Qyburn đi trốn. Mà không biết rằng ở mấy tầng dưới, Sandor và Arya đã lẻn được vào tận trong pháo đài rồi. Arya muốn tự tay giết Cersei nhưng bị Sandor ngăn lại. Ông khuyên cô bé từ bỏ hận thù, vì nếu hôm nay cô muốn cố đấm ăn xôi giết Cersei thì cũng chẳng thể thoát được quả rồng kia. Sandor muốn Arya phải sống tiếp nên bảo cô bé rời đi. Còn lời cuối trước khi rời đi, Arya nói lời cảm ơn, khiến ông thanh thản phần nào. Leo cầu thang được một lúc thì Sandor gặp lại anh trai mình, anh Đúi. Gặp em thì anh Núi khựng ngay lại, mặc cho Qyburn có ra lệnh thế nào, thậm chí có ném lão giả xuống cầu thang toác đầu chết. Sandor tránh đường cho Cersei đi qua, vì người mà ông cần phải giải quyết ân oán chỉ có mình thằng anh Gregor mà thôi. Trận chiến giữa hai người nhà Clegane nổ ra, và dù Sandor rất mạnh và nhanh, nhưng sức mạnh của anh Núi giờ đã không thuộc về loài người. Sandor chém văng chiếc mũ giáp thì thấy thằng anh mình đã biến thành quái vật Frankenstein từ lúc nào. Sandor dùng hết sức cố gắng đánh lại anh, nhưng mỗi tội là không thể nào đánh bại được sức mạnh thuần túy, bị bóp xịt hai con mắt luôn, mò mẫm trong bóng tối. Ông già khốn khổ cầm dao lên xiên qua đầu thằng anh mất dạy, nhưng Gregor chỉ lặng lẽ rút con dao ra. Sandor dùng hết sức bình sinh húc anh để cả hai rơi xuống biển lửa bên dưới, trả mối thù cả đời của mình. Trở lại với Cersei, sau khi mò mẫm chán thì đã tìm được Jaime, và Jaime thì sức cùng lực kiệt lắm rồi, nhưng vẫn cố dẫn người mình yêu đi tìm cửa trốn. Mỗi tội là vì con rồng bên trên tàn phá nên đất đá đã bít kín đường ra, và hai chị em Cersei chỉ có ôm nhau chờ chết. Cersei khóc như một thiếu nữ, bảo với Jaime rằng mình không muốn chết, không muốn con mình chết. Hai người ôm nhau, và rồi thì đất đá từ trên trần hang lở xuống vùi lấp cả hai. Ở bên ngoài, mẹ rồng vẫn tiếp tục hủy diệt thành phố, Jon vẫn tiếp tục gào bảo anh em rút, và giờ thì Arya mới ra được ngoài đường, lẩn trốn mãi mới không bị lửa nung hay đất đá đè chết. Cô bé cố cứu những đứa trẻ, nhưng công cốc lại hoàn công cốc, cứu mạng mình còn khó trong giờ phút cận kề cái chết đấy. Giữa đống đổ nát bỗng xuất hiện một con ngựa trắng, và Arya lên ngựa chạy đi, trước là để trốn thoát khỏi cái bếp than tổ ong này.
sau là buông bỏ quá khứ hận thù bên trong cái kinh thành chết dẫm này. Chớ trêu thay cũng là nơi mà sự căm hận đó bắt đầu. Sang tập cuối, khi tuyết bắt đầu rơi ở Vương Đô, hòa lẫn với tro tàn sau cuộc công phá đẫm máu, hội anh em Tyrion, Jon và Davos vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy hậu quả sau những gì đã xảy ra. Đô thành đông đúc và náo nhiệt nhất thế giới giờ trông như cuộc đời tôi, tức là toác. Tyrion một mình đi đến đường hầm bí mật và nghẹn ngào khi thấy anh chị mình nằm lẫn trong đống gạch đá, rồi từ nghẹn ngào thành bật khóc rưng rức luôn. Người duy nhất trên thế giới không bao giờ coi Tyrion là quái vật, người thân duy nhất của ông giờ nằm lại tại đây. Cái chết của Jaime là giọt nước tràn ly, khiến ông thất vọng toàn tập, từ bỏ chiếc bàn tay của nữ hoàng. Bằng một cú ném huy hiệu vô cùng dứt khoát, Dany thì vẫn say mê trong chiến thắng, thông báo với quân đội rằng đây sẽ chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp giải phóng toàn bộ người dân bị áp bức trên toàn thế giới của cô. Và cái hành động kia của Tyrion khác gì chạm vào ổ kiến lửa. Tyrion lập tức bị bắt đi. Trước cặp mắt vô cùng ái ngại và vẫn chưa hết bàng hoàng của Jon, khi Dany rời đi, Jon bắt gặp Arya, người cũng tã không khác gì thằng anh. Sau khi biết về vụ từ bỏ việc trả thù của em gái, thì Jon nhận được một quả cảnh cáo xanh dờn rằng Arya có thể nhận diện sát nhân. Và nữ hoàng của anh rõ rành rành là một tên sát nhân máu lạnh. Jon đến gặp Tyrion lần cuối. Tyrion bảo là: "Tao hối hận lắm Jon Tuyết, vì tao mà Varys rồi anh chị tao đi hết." Hóa ra Varys đã đúng từ đầu, nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tất cả là do anh em cận thần khiến Daenerys tự cho rằng con đường mình đi là con đường đúng đắn nhất, và thằng nào dám cản đường, thằng đấy phản. Tyrion biết Jon sẽ không bao giờ dám trái lại lệnh nữ hoàng, nên giờ đánh vào điểm yếu, nhưng thôi. Sự thật mà, sự thật là Sansa, Arya và Bran sẽ không thể nào an toàn khi Dany còn thích gì làm đấy. Vì các em anh là những người biết được bí mật động trời, đồng thời cũng là những người chống đối Dany ra mặt, nên giờ Jon cứ nhu nhược thế này, thì việc anh còn là người duy nhất có dòng máu Stark trong người là một viễn cảnh không xa. Jon đứng trước hai lựa chọn, một là gia đình mình, hai là người mình yêu. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Jon quyết định đi gặp Daenerys. Ngay khi cơn bão tuyết đầu tiên nổi lên, Dany giờ đang ở trong chính điện. Và sau 6 mùa phim thì cô cuối cùng cũng chạm được vào ngai sắt. Nhìn cái ghế vừa cồng kềnh vừa không thoải mái, thế mà sao ai cũng muốn ngồi vào, trừ Jon. Cơ mà trở lại chuyện chính, Dany đang sướng như tiên, lại còn gặp người yêu, nói luôn mồm về việc cô háo hức ngồi lên cái ngai này đến thế nào. Jon lao vào hôn Dany, rồi một dao xuyên tim chấm dứt cuộc đời người yêu Jon đã chọn. Và gia đình anh, dù không phải máu mủ gần gũi như anh vẫn nghĩ, nhưng vẫn là điều quan trọng hơn hết thảy. Jon chấp nhận trở thành kẻ đồ vương để đảm bảo cho các em mình một vương quốc an toàn, để người dân tránh được một cuộc chiến trước mắt, và để Dany vẫn có thể chết như một nữ hoàng chứ không phải là một bạo chúa. Con rồng Rogan thì giờ mới mò vào nhìn Jon, và rồi thì há mồm ra. Jon chấp nhận cái chết, nhưng Rogan lại khạc lửa nung chảy ngai sắt, cội nguồn của mọi xung đột đấu đá từ đầu phim đến giờ, rồi quắp mẹ bay đi. Đến đâu thì chưa biết. Một khoảng thời gian sau, sâu xám áp giải Tyrion đến hố rồng, nơi mà các lãnh chúa quyền lực nhất Westeros đang tụ họp để quyết định số phận ông lùn. Sansa hỏi tại sao không mang Jon đến đây luôn, thì sâu xám bảo là không thích. Ý kiến gì con bắt tổng phân định, không ai chịu ai. Thế là Tyrion mới bảo là thôi giờ không ai chịu ai, hay là mình bầu ra một ông vua mới nhỉ. Lúc đấy thì không chịu cũng phải chịu, từng người một lần lượt lên phát biểu. Ông cậu Edmund Tully chả hiểu đào đâu ra sự tự tin tự ứng cử mình là vua, nhưng bị ba đứa cháu suỵt cho ngồi xuống. Sam béo bảo là hay giờ mình chơi kiểu dân chủ đấy, thì bị cười vào mặt. Đến lượt Tyrion nói thì Tyrion bảo là giờ bầu lên làm vua thì phải bầu ai có backstory hay nhất, có câu chuyện đi vào lòng người nhất, và chả ai trong này có chuyến phiêu lưu căng cực như là Bran cả, nên backstory của Bran chắc chắn là hay nhất. Bran xứng đáng làm vua. Tôi cũng chả hiểu logic này lắm, tại nghe không giống làm vua mà giống làm idol hơn. Nhưng thôi, cả làng đồng ý, nên là quỷ thật. Giờ Bran làm vua thất đại đô thành, à không, lục đại đô thành. Tại thằng em vừa mới lên ngôi thì Sansa đã xin em cho phương Bắc ly khai. Hình phạt của Bran dành cho Tyrion là giờ ông tướng này sẽ lại phải làm cánh tay của nhà vua, vì nhờ ông mà kha khá phần của lục địa toang toác, nên giờ ông phải là thằng nai lưng ra mà sửa. Sâu xám phản đối, nhưng quả logic đó là quá khó để bật lại với một thằng không được đi học như anh. Còn Jon, Jon giờ đang ở đâu? Jon bị giam dài cả râu ra trong hầm ngục, và giờ thì Tyrion mới đến thăm được anh. Tuy Tyrion và mọi người biết Jon là anh hùng, nhưng mà sâu xám làm dữ quá, nên anh vẫn phải nhận hình phạt, đó là về lại đội gác đêm. Chả hiểu cái đội này giờ ở đâu làm gì. Kiểu man tộc giờ đã hòa bình, bóng trắng đã bị xóa sổ khỏi thế giới, nhưng Tyrion bảo là vẫn cần một chỗ trên đời để những kẻ bị ruồng bỏ có thể lui tới, nên đội gác đêm vẫn sẽ tồn tại. Jon được thả tự do với điều kiện là phải lên phương Bắc ngay lập tức. Sâu xám cùng tất cả quân Unsullied rời đi đến đảo Nath, quê nhà Missandei sinh sống. Triều đại của Bran the Que bắt đầu. Có biết cái CCTV chạy bằng cơm này làm vua là việc tốt hay xấu? Triều đại của nữ hoàng phương Bắc Sansa Stark cũng thế. Arya thì được theo đuổi đam mê thám hiểm, được cấp cho một con thuyền lên phía tây bản đồ, khám phá xem bên đó có gì. Tôi thì biết thừa là thím này đi đủ lâu sẽ sang Essos. Jon thì được lên lại đội gác đêm, có Tormund đợi ở đó. Anh đón lại con sói Ghost. Đấy, tôi đã bảo từ mùa 1 rồi, con này sống đến cuối phim. Cùng Tormund và tộc người tự do rời khỏi đội gác đêm để ra ngoài bức tường, sống tại phương Bắc thật sự. Thôi thì cũng coi như cái kết không tệ đến thế cho người anh hùng của chúng ta.
Và đó là những gì đã xảy ra trong mùa 8 và cũng là mùa cuối cùng của loạt phim Game of Thrones. Kiểu nếu để xét tổng thể thì phim vẫn khá hay. Dù hai mùa cuối mất hết tư liệu từ truyện gốc nên hai ông biên kịch phải vừa viết vừa tưởng tượng theo mấy cái giấy nhớ của ông già tác giả. Nên nếu nó có không hay thì cũng hơi khó cho hai ông tướng này. Dù gì thì cái thế giới này cũng đổ sộ kinh khủng. Lẽ ra họ nên làm thêm tầm hai mùa nữa để gỡ hết nút thắt và không vội đoạn nào thì ok hơn. Nhưng thôi, phim truyền hình là thế. Dài quá thì có phần hay phần dở là bình thường. Tôi đánh giá phim này 3 con rồng trên thất đại đô thành. Vẫn xứng đáng để cày lại nếu các bạn thấy thích. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.